Good morning cả nhà. Helen xin chào mọi người. Sáng hôm nay trước khi đi làm thì Helen cũng muốn làm một chút xíu cái video clip để có một số lời tâm sự. Tối qua đi làm về khoảng chừng 8 giờ mấy. Chịu đời nổi không cả nhà? Ba cái phone của ba người vô gia cư ghé vô hỏi thăm thôi. Họ đưa ba cái phone cho Helen đem về nhà chạc phone. Tại vì mấy cái chỗ kia chắc người ta cứ xin chạc hoài người ta không cho, thành ra phải đem về chạc. Rồi sao mà tính đem ra lại, nhưng mà ba cái không có đủ thời gian để chạc xong buổi tối. Thành ra Helen sáng nay, Helen trước khi đi làm thì Helen stop by trả lại cái phone cho họ. Làm hoài không hết việc. Thì có rất là nhiều anh chị em ở trong cộng đồng mạng đã nói về trường hợp là do cái tiếng nói của Helen lớn quá hay là nhanh quá, trời xanh vậy á. Tại vì khi mình nói á, mình nói á, giống như mình khi mình quay cái video mà để mình nói á, mình đã nhập vô cái câu chuyện rồi đó, thì giống như mình bị lôi cuốn. Mình biết mình cũng lắng nghe ý kiến, tiếp thu ý kiến để mình thay đổi, mình biết. Nhưng sometimes nó đã giống như là khi mình vô một cái câu chuyện rồi mình lôi cuốn cái mình lại quên đi. Cái mình lại nói như vậy, mình cái gì mình cũng nhanh lẹ lắm. Còn cái tiếng nói mà lớn đó cả nhà, thông cảm giùm, tại vì thật sự Helen cũng có cái mua cái cây mà để cái phone vô để cầm á. Thì nó xa Helen hơn thì cái tiếng nói của Helen sẽ giảm cái âm thanh nhiều hơn, nhưng mà Helen còn mắc cỡ chưa có dám cầm nó, tại cầm nó nhiều người ta để ý, người ta dòm á, mắc cỡ quá. Chứ tại vì Helen phải cầm cái phone vậy nè cả nhà, thành ra cái tiếng của Helen nó gần với cái phone nhiều hơn. Thì để từ từ Helen quen chút nữa Helen sẽ khắc phục để gắn vô cái cây cầm, nhưng mà không biết khi nào, cũng còn ngại quá. Cảm ơn cái sự đóng góp ý kiến từ cả nhà. Hai lần cũng gắng giống như là gắng cố gắng để khắc phục những cái khuyết điểm mà cả nhà góp ý với hai lần. Thật sự nó cũng quá nhiều việc đi. Khi mình vô cái vấn đề gì mà giống như mình vô cái câu chuyện gì đó là hai lần mãi mê lo giúp người ta, với hỏi săn đón để coi mình giúp được cái gì, còn quên bẵng đi là mình nói nhanh quá, sợ quên. Bây giờ Helen tắp vô đưa phone cho anh Quyền, Bi với lại chị Mai, ba người mà có bốn cái phone lận. Thành ra hồi tối hôm qua cũng còn một cái phone lỏng lại thì cũng ok. Để Helen chạy vô kêu Bi xuống lấy cái phone, rồi Helen sẽ chạy đi làm, sẽ quay lại tâm sự với cả nhà tiếp. Chị chuẩn bị leo xuống rồi. Cả nhà thấy chị Mai chị chuẩn bị leo xuống lấy phone rồi. Trời mưa gió mà chỉ vậy đó. Thấy không? Phone của anh Quyền, phone chị Mai, phone Vi, ba cái phone ở đây luôn. Thành ra đưa xong rồi hai lần phải chạy đi làm. Đi thấy khổ sở không? Hai chị. Hai. Hai chị. Ba chị. Đó. Cái gì chị nói gì không nghe? Chiều đi nha, em đi làm. Dạ, ba chị. Thì tối hôm qua anh Quyền anh cũng nghe lời kêu anh ngủ kế cái phòng của kế cái liều của Bi. Anh cũng nghe lời anh ngủ ở đó. Chị Mai nói anh cũng đang ngủ ở trên đó. Để lần ra lần coi thử coi nha, coi anh ngủ sao nghe cả nhà. Cẩn thận trời này mưa ướt đó chị. Trời ơi. Hôm qua là mới vừa chết Bi nè. Cẩn thận. Anh Quyền anh lấy miếng bạc đó anh che ra vậy, anh nằm ở ngoài vậy đó hả? Thì đó chứ giờ sao giờ. Ôi ôi. Bây giờ ba người trên này mình nằm được.
thôi để chút nữa anh dậy kêu anh gọi cho hai lần nha. Thôi đi vô đi, cẩn thận bước qua cái chỗ đó xa đó, bước vô cẩn thận. Ừ, ba người ba nơi á. À. Rồi cái mưa cái. Ừ, cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Ôi. Ừ. Coi chừng bước lên cái miếng miếng đó đó nó trơn á nghe chị. Trời ơi, không ổng không ăn vớ nữa ông nội. Đâu chị dở chân ông lên cho em coi lại cái. Trời đó, coi coi Quyền anh nằm nó đưa hai cái chân ông. Không qua công việc đi ờ, ổng cũng nghe lời. Hồi tối em qua ông kêu ổng lại đây ngủ kế bên, ổng cũng nghe lời ha. Cũng mừng. Vậy mà quên cái tưởng cái đất bước xuống là đất nha cha. Tối mới cái ngồi dậy cái bò đi chết luôn. Ok, chút kêu anh Quyền dậy, anh Quyền gọi lại cho Helen nha. Ok. Dạ, ok thôi vô đi. Đúng rồi, đi cẩn thận đi. Em đi làm đó nghe, trễ làm rồi, bye chị. Dạ. Tối hôm qua Helen có kêu anh Quyền nằm kế liều của Bi ngủ. Thì hai chị em, chị Mai với Bi thì nằm trong liều. Anh Quyền thì nằm phía ngoài rồi lấy cái tấm bạc á che lên trên người, rồi thêm cái túi ngủ của Helen cho bữa hôm trước đó. Đó thì anh để anh xài. Đó, anh có đâu có dục đâu đâu dài, Helen cho anh cũng còn. Ồ đang cái liều nó nằm không biết ai nè cả nhà thấy không? Nè, đang cái liều đó nè. Thì hy vọng vậy đi. Có một cái chuyện rất là vui nhưng mà Helen chưa có chưa có làm được thì Helen không có muốn nói. Để Helen làm rồi Helen sẽ có cái video lên để cho chia sẻ với mọi người. Bên kia cũng có anh ngồi bên bển nữa kìa. Thì cái việc mà Helen giúp anh Quyền với Bi với chị Mai cái chỗ ở tạm thời đó thì đã có rồi, đã có anh Ân hỗ trợ rồi. Cái việc làm của Bi với anh Quyền, anh Ân cũng đã hứa là sẽ cho hai người hai cái việc làm. Thì để hôm nay Helen đi làm về, rồi Helen clear cái chuyện đó. Nếu mà mọi việc mà suôn sẻ đó, thì cả nhà sẽ thấy Helen đăng cái video clip lên. Thì Helen cũng muốn nói rõ ở đây là Helen giúp anh Quyền với Bi có cái chỗ ở tạm thời và có cái công việc ổn định. Thì khi mà anh Quyền với Bi hai cái vấn đề đó đã giải quyết xong thì Helen còn mua xe cho Bi giống như lời Helen hứa. Helen có giữ của bạn Hiền $500 để giúp cho mua xe cho Bi. Trời ơi, cái ông đó ổng không có đôi giày, ổng mang đôi giớ, ổng ướt nhẹp, ổng có một bộ đồ kìa cả nhà, mà bây giờ đi làm đâu có làm gì ghé được, không biết sao ổng chịu được nữa. Thì khi Helen những gì Helen nói cả nhà nên chú ý nha, tại vì Helen sẽ nói và làm những cái gì theo như lời của Helen đã hứa, kiếm việc làm, kiếm chỗ ở. Sau khi mọi người có việc làm chỗ ở ổn định, video clip Helen đăng lên thì Helen sẽ ngừng quay. Trừ khi nào anh Quyền hay Bi cần cái sự giúp đỡ gì đó ngoài hai cái việc đó thì Helen giúp. Còn cái đời tư của hai người sau khi đã ổn định có việc làm và có chỗ ở, Helen sẽ ngừng cái video không quay về hai người đó nữa, mà Helen lại đi giúp người khác. Luôn cả chị Mai, khi Helen làm passport, Helen giống như Helen post cái clip của chị Mai lên là để nếu có ai giúp thì chị Mai có được cái passport với cái vé, còn không thì Helen cũng support cái vụ đó luôn. Helen chỉ chia sẻ nếu ai thương chị Mai thì đóng góp, nhưng khi cái vé đã đủ tiền vé với lại tiền passport, renew passport với lại cho chị tùy theo, ví dụ vài trăm bỏ túi là Helen cũng xin được ngừng, không có nhận nữa. Mọi cái vấn đề khuyên góp sau khi Helen ngừng thì cả nhà muốn đóng góp thì gọi thẳng kiếm chị Mai, Helen sẽ không nhận nữa. Đó, chỉ có quay cái clip mà đi mua xe cho Bi thôi. Thì sau khi mua xe xong thì Helen cũng ngừng luôn. Helen đi làm cái việc giống như là nấu đồ ăn đi.
đi phát cho người vô gia cư trở lại bình thường. Có những cái trường hợp nào người ta kêu gọi Helen giúp đỡ thì Helen sẵn sàng làm. Đó là những cái việc phụ trợ thêm thôi, chứ không phải là công việc chính của Helen là đi interview những người homeless hoàn cảnh này kia, thì Helen không có làm cái đó. Xin lỗi Helen không có làm cái đó. Thì hôm trước mình có thấy anh Nhật Quỳnh, hình như là Quỳnh, Helen không có nhớ rõ lắm. Mình cũng có nghe sơ sơ anh Nhật có cái vấn đề này kia, nhưng mà Helen không có involve vô cái chuyện đó, tại vì again nó không phải là cái business của mình, thành ra Helen không có can thiệp. Nhưng anh có nhắn vô, anh có nói nhắn vô cho Helen biết là anh hy vọng Helen sẽ trả lời cái tin nhắn của anh, và Helen cũng đã trả lời tin nhắn của anh, nhưng mà Helen chưa thấy anh trả lời lại. Thì cái vấn đề này là do anh Nhật kiếm Helen, chứ Helen không có đi kiếm những người đã từng có cái vấn đề với người khác xảy ra rồi Helen nhào vô để mà giúp đỡ rồi phanh phui này kia, là Helen bóc phốt rồi. Helen không làm chuyện đó nghe cả nhà. Nhưng mà cái này Helen nói trước là anh Helen cũng chưa có nói chuyện với anh Nhật, cũng chưa gặp anh Nhật luôn. Thì anh chỉ nhắn Helen, rồi Helen nhắn lại cho anh biết là ok, Helen có nhận cái tin nhắn đó, Helen có hỏi anh cần giúp cái gì. Thì Helen chưa có nghe anh Nhật trả lời. Helen thì nói chung là giống như việc của anh Tân Helen mới post hồi sáng này, thì Helen chỉ chia sẻ thôi. Khi mình thương họ, mình giúp họ thì mình sẵn sàng để cho đi những gì họ cần. Nhưng mà cái chuyện nhận hay không là tùy ở họ, cái chuyện phước phần hay không là cũng tùy ở họ. Tại vì mình không thể đi theo cả cuộc đời họ, mỗi ngày mình phải nhắc nhở họ cái này cái kia, không phải. Tại vì mình còn gia đình, cái công việc của mình nó là public và người vô gia cư ở San Jose. Thì hay là chỉ có thể giúp người ta ổn định chỗ ở, đứng lên có việc làm, còn cái vấn đề phía sau là do họ quyết định có nên có đi tiếp nữa hay không, hay là họ lại rớt xuống nữa. Thì cái này không phải là lỗi của Helen. Thành ra cả nhà đừng có áp đặt cái chuyện đó lên trên người Helen. Cho người ta một cái cơ hội, đó là mình bọn được cái phút cho mình. Còn cái việc người ta có nhận cái cơ hội đó và đứng lên để sửa đổi bản thân, để cho cuộc sống họ ổn định, thì đó là do cái sự quyết định của người ta, do cái sự quyết định sáng suốt hay là không sáng suốt từ cái người được giúp. Chứ hai lần không thể cứ theo rồi nhắc nhở này nhắc nhở kia. Hai lần cũng phải đi kiếm sống, hai lần cũng có gia đình. Thành ra hai lần chỉ cứ giúp được cho họ một cái bàn đạp để họ đứng lên, chứ hai lần không thể đi theo họ suốt đời được. Tại vì cả nhà cũng biết rồi, người Việt của mình homeless ở San Jose rất nhiều, nhưng mà đa số là người ta bị vấn đề tệ nạn, vấn đề tệ nạn xã hội nhiều. Thì khi mà người ta vô cái vấn đề tệ nạn rồi đó thì rất là khó, tại vì nó đã nằm trong cái mai, cái suy nghĩ của người ta là như vậy. Thành ra Helen chỉ giúp được cái gì với cái khả năng của mình có còn hơn không cả nhà. Nhưng mà cũng cho người ta một cái cơ hội, tại vì biết là anh Quyền đã từng đứng lên rớt xuống bao nhiêu lần rồi, nhưng mà Helen chưa, không phải những cái việc đó từ những người khác giúp đỡ, nhưng Helen chưa bao giờ thử chuyện đó với anh Quyền. Thì đó Helen nói cái cơ, Helen cho cái cơ hội, tất nhiên là cái đó là Helen phát tâm cho anh cái cơ hội, Helen tự giúp. Nó khác với lại những người khác giúp, tại vì mỗi người muốn giúp một người cũng phải đủ duyên thì mình mới giúp được, chứ không phải ai giúp người ta cũng đứng lên. Thì Helen cũng try thử, thì biết là anh Nguyễn đã từng leo lên bò xuống không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà Helen chưa hề làm việc đó, chưa hề giúp đỡ anh Nguyễn về cái vấn đề khuyên anh để bỏ đi
mới làm thay đổi cái cuộc sống. Helen chưa từng làm chuyện đó thì Helen cũng muốn thử. Đâu biết được. Nhiều khi Helen lại có cái duyên mà anh Quyền ảnh lại cái phước của anh còn lại. Mình nghĩ cái đợt lần này á, thật sự anh Quyền phải dùng hết cái phước của anh có để mà được Helen giúp. Thì nếu mà lần này anh không tự đứng lên được nữa, anh lại té xuống một lần nữa, thì mình nghĩ anh đã hết luôn cái duyên phước đó rồi, không có còn cơ hội nào mà không có còn người nào giúp anh nữa đâu. Mà Helen cũng vậy, đã nói một là một, hai là hai, chỉ cho một lần cơ hội. Tại vì á, khi mình làm mấy cái việc này á, mình phải biết mình làm gì. Thành ra Helen á, cho một cơ hội nhưng mà không có again, không có một lần nữa. Tại sao? Mình nói một là một, mình nói hai là hai. Ngoài anh Quyền ra, trong tương lai Helen sẽ gặp được người khác nữa, thì những cái hình ảnh, những cái việc làm Helen đối với anh Quyền, thì cái người kế bên Helen giúp người ta sẽ thấy rõ được có nên để Helen giúp hay không, có nên chấp nhận điều kiện của Helen hay không, rồi mình mới đi tiếp. Chứ Helen không có muốn cho mấy người vô gia cư thấy Helen dễ dãi, giúp không được lần này té xuống Helen lại giúp lên nữa. Không có chuyện đó. Helen dám cam đoan với cả nhà. Tại vì Helen không có again, đã từng nói là không có quay tham với những trường hợp đứng lên rồi bỏ rớt xuống, đứng lên rồi rớt xuống, không có quay tham chuyện đó. Thành ra giúp một lần, phước hay quả là do cái người được giúp tự nhận thức lấy. Khi mà người ta dùng hết cái phước người ta có rồi, thì Helen bảo đảm Helen có cố sức đi nữa thì Helen cũng không thể nào kéo người ta lên được. Tại vì người ta không còn phước để nhận được những cái sự ưu ái từ người giúp hay là từ cộng đồng mạng. Nhưng mà Helen nghĩ anh Quyền vẫn còn cái đó, nên Helen giúp anh với hết cái sức, hết cái khả năng của mình, để hy vọng bớt đi một cái tệ nạn xã hội, bớt đi một người gia cư sống lề đường. Chứ nhìn thấy mỗi lần trời, giống như hôm qua trời mưa mà thấy cả nhà nhìn đó, mặc dù Helen biết có nhiều người rất là không có thiện cảm với anh Quyền, do từ những cái video clip mọi người xem, rồi cái đó nó đặt vô cái đầu, cái tâm lý của mọi người là anh Quyền quá tệ. Thành ra không có ai cảm thấy động lòng nữa, không ai cảm thấy động lòng với anh nữa. Nhưng mà đối với Helen, khi mình mình thấy trời mưa như vậy nè, rồi cả nhà nhìn thấy hồi nãy Helen mới quay một đoạn không, ảnh nằm cái túi ngủ anh bung ra, anh phủ lên người anh, rồi thêm một miếng, một tấm bạc của hôm trước Helen cho Bi á, còn dư ra một miếng anh phủ lên nữa đó. Anh nằm ngủ vậy, chân không có một cái không có một cái vớ nào hết. Mà cả nhà thấy không, đâu phải anh, cái chân anh cao á, cái chân anh lòi ra cái thòng xuống cái chỗ mà cái khoảng trống giữa hai cái đó mui xe, thấy không, cái khoảng trống đó thì cả nhà nghĩ thì cái hơi lạnh từ ở dưới đất á, cũng anh cũng bị cái hơi lạnh đó. Cái chân ảnh lòi ra ngoài mà cái phần dưới nó đâu có đồ che đâu, đúng không, chỉ có che ở trên là không có mưa, với lại che cũng như là có phần nửa ở trên thôi, còn phần dưới vẫn là đó, cái e vòng vòng đó, thì cái lạnh nó vẫn thấm vô người ảnh, rất là tội nghiệp. Mà hôm qua đó là ảnh đã muốn cảm khạc khạc tiếng rồi tối hôm qua ghé lấy phone đó, thì ảnh nói với Helen là Helen, anh hứa là anh làm, thì cái này là anh Quyền nói thôi nha. Anh còn nói với Helen là ngày mai nữa là ảnh sẽ xong. Bởi vì anh nói là cho ảnh ngày mai nữa đi là ảnh sẽ xong, thì hy vọng chiều nay mọi chuyện suôn sẻ, thì Helen sẽ làm cái video clip lên để cho cả nhà thấy là Helen làm cái gì chiều nay nghe. Mấy hôm trước thì Helen có nghe
giống như cái sự phản cảm từ cái việc của Helen làm. Nhưng mà mình nhìn vô cái hình thì mình có thể nghĩ rằng á, không biết cái post nó nói gì thì Helen chưa có nghe, nhưng mà nhìn vô cái hình á thì Helen cảm nhận được là không có được tốt cho lắm. Tại vì khi mình nói chuyện mà người ta chụp hình mình với cái tay chân hay là mình đang nói chuyện thì cái miệng mình là như vậy ha, đưa lên giống như là cho gây cái sự chú ý cho cộng đồng mạng, cái đó nó không có được hay. Nhưng mà again, Helen cũng không hề trách cậu, tại cậu nhỏ hơn cậu, Helen nghĩ cậu nhỏ hơn mình rất nhiều. Không biết cậu từng trải cái gì Helen không biết, nhưng mà đường đời Helen đã trải nhiều hơn cậu, đã đi từ ở dưới sát mặt đất Helen bò lên tới hôm nay. Thành ra Helen không hề trách cậu luôn. Tại sao? Tại vì cái thứ nhất á, cậu chưa hiểu vậy Helen, mà cậu đã nói rồi là cái đó là cái phần lỗi của cậu. Nhưng mà tại vì Helen cứ cho cậu là không hiểu chuyện đi. Khi mà một người bóc phốt nói về Helen, mà Helen lên bóc phốt nói về họ, thì Helen có giống họ không? Giống chứ sao không giống cả nhà. Mà Helen lại lớn hơn cậu nữa, thì có phải Helen tệ hơn cậu không? Cậu suy nghĩ thử coi. Nhưng mà Helen không làm điều đó. Helen vẫn nói chuyện lịch sự đàng hoàng. Chị em mình chưa hề biết nhau, chưa hề va chạm với nhau, mà Helen cũng chưa hề nói tên ai YouTuber, anh chị em YouTuber nào ở trong cái clip của Helen, đúng không cả nhà? Chưa bao giờ. Mọi cái câu, mấy cái bài mà quay anh Quyền là anh Quyền tự nói, nhưng mà cái video clip của Helen không cấm ai nói. Nhưng mà tới khúc nói quá sâu về cái vấn đề đó thì Helen có ngừng lại. Helen nói là thôi, nói vậy là đủ rồi. Nhưng mà Helen không cắt đi. Tại sao? Helen muốn cho, tuy rằng người ta vô gia cư, Helen vẫn cho người ta cái tiếng nói. Nếu ai cũng làm như Helen, nếu ai cũng cắt những cái video về họ muốn phát cái bày tỏ cái tâm sự trong người họ ra, ai cũng cắt hết, thì họ lấy cái niềm tin ở đâu để họ đứng ra cho mình giúp? Nhưng mà những cái gì ảnh nói, Helen muốn cho cộng đồng mạng nhìn, nhận xét, chứ Helen không có phê bình, Helen không đụng chạm, vậy thôi. Việc Helen phải làm tốt công việc của Helen. Cho dù ai có nói có chửi, cả nhà cộng đồng mạng cứ để ý coi Helen có phản bái lại hay là bóc post họ lại không. Không bao giờ. Mình phải làm những gì khác họ thì mình mới hay. Chứ còn mình làm á, người ta làm mình sao mình làm lại như vậy, ăn miếng trả miếng, thì cái này không còn hai chữ từ thiện trong đó nữa cả nhà, đúng không cả nhà? Mình làm từ thiện mình phải là từ bi hỷ xả, mình phải cho, mình phải cho đi, mình phải hy sinh để mình được giúp. Chứ không phải mình làm từ thiện là mình lên đây mình đấu đá, mình chửi qua chửi lại. Helen không làm cái đó. Mà Helen cũng không nói anh em YouTuber làm cái đó là sai. Không phải. Mỗi một người có một cách làm việc của người ta. Nhưng mà đối với Helen, Helen vẫn giữ cái quay của Helen làm. Helen không hại ai. Helen giúp được thì Helen giúp. Còn người ta không có, Helen không giúp được người ta, hay là kéo lên và người ta rớt xuống, cái đó là do người ta. Helen không có bao giờ mà giúp không được rồi người ta rớt xuống, Helen lại quay lại chà đạp người ta thêm cho nó lún sâu hơn nữa. Thì cả nhà hãy nhìn đi, không bao giờ. Helen có bàn với ông xã Helen rồi, nếu như mà mình giúp anh Quyền với Bi lên bờ rồi hai người lại té xuống nữa, thì sau đó Helen chỉ làm cái gì? Helen đi phát cơm, Helen cho cơm ăn. Khi cần đồ ấm, Helen cho đồ ấm. Chứ còn ngoài ra là Helen không có
kiếm việc làm hay là kiếm chỗ ở nữa cho hai người đó, tại Helen đã giúp rồi, giống như lúc trước Helen giúp anh Mía cũng vậy, ở với chị Linh rồi xong rồi bỏ đi, rồi cái ra ngoài sống khổ sở quá cái muốn về. Helen cũng đã năn nỉ chị Linh vậy rồi để cho anh Mía được về. Về 2-3 ngày anh Mía lại đi, tại vì anh Mía anh có một chút vấn đề về tâm lý anh lại đi, mà Helen cũng đâu có trách ảnh đâu đúng không. Helen cũng không bao giờ bóc phốt ảnh hay là nói cái này cái kia về ảnh, tại Helen hiểu được ảnh đã như vậy rồi, ảnh đã có cái mental ở trong người ảnh rồi, giống như là cái thần kinh của ảnh yếu, cái thần kinh ảnh có cái vấn đề. Thành ra cả nhà có thấy Helen quay lại để năn nỉ anh về nhà chị Linh nữa không? Helen nói rồi, Helen đã biết cái tánh ảnh như vậy rồi, là Helen ngược, Helen không có quay tham với những người người ta chưa có ready, người ta chưa có biết người ta phải làm gì. Mình giúp người ta là một chuyện, nhưng mà người ta nhận cái chuyện đó, người ta có giữ lại hay không là do cái chuyện đó là do của người ta. Mình không thể kèm ảnh lại được. Giống như ở Mỹ này á, những người bị mental á, ví dụ có cái người counselor, cái người quản chế á, mà người ta cho biết là cái người này á, sống ở ngoài đường á, là sẽ ảnh hưởng tới, có thể là làm cho người này bị đau hay là ảnh hưởng tới cái người xung quanh này kia, thì khi người ta có đem cái người đó về cái chỗ shelter, cái chỗ người ta bảo vệ để cho uống thuốc á, xong xuôi rồi đó, nếu mà người đó uống thuốc, người đó bình thường lại á, khi họ uống thuốc, khi họ bình thường lại rồi đó, nhưng mà vẫn phải uống thuốc, người ta có quyền ký cái miếng giấy để người ta không ở trong đó nữa, cũng không có ai bắt buộc họ phải ở trong đó, họ có quyền ký giấy để đi ra, tại vì trên 21 tuổi là người ta có quyền công dân của người ta rồi, không ai bắt buộc người ta làm theo những cái gì người ta không thích. Mà khi người ta quay ra đường lại á, thì người ta lại không uống thuốc, thì người ta lại bệnh tiếp. Cả nhà không thấy hả? Chính quyền của cả nhà không thấy hả? Cả bao nhiêu cái thành phố ở Mỹ này, government về mấy cái chính phủ họ còn không làm được chuyện đó, đừng nói chi mình. Có biết bao nhiêu người á tranh đấu để ứng cử, tôi làm cái này tôi sẽ làm cái kia, mà đã ai làm được gì chưa cả nhà? Homeless vẫn đẩy đường, tệ nạn xã hội vẫn đẩy đường, tại vì sao? Bây giờ người ta bán những cái drug mà cho giống như là tự do, có nhiều có loại người ta bán cho tự do chứ không phải là tất cả nghe, hay là nói rõ nghe, thì những em tuổi trên tuổi vị thành niên là tất nhiên 21 tuổi đã có quyền mua cái đó để dùng. Đó là cái vấn đề, khi một đứa trẻ mới lớn như vậy nó không có hiểu nhiều thì nó dùng và nó lạm dụng, nó lạm dụng rồi nó bị nặng hơn, nó hạt nặng hơn, rồi nó bị ảnh hưởng đem mình cái thần kinh của nó, rồi nó lại ra đường đó, cứ vậy mà tiếp nói. Tại sao bây giờ có nhiều em tuổi còn trẻ mà sống lang thang ngoài đường? Đó là cái nguyên nhân Helen thấy được như vậy. Xin chào cả nhà, buổi sáng ở bên Mỹ và buổi tối ở Việt Nam. thì sẵn tiện đây thì Helen nói thêm một chút xíu để Helen làm một cái clip về cái việc của chị Mai mà Helen đã có đăng rồi đó cả nhà. Chị Mai hiện tại buổi sáng hay bị dị ứng nó vậy, xin lỗi cả nhà nha. Chị Mai thì hiện tại có chị Trang ở bên Texas đã cho 300, hai lần đã nhận 300 đó rồi. Thì có chị Liên Vũ, no, Bay Area Living Family. Thì chị có nói để chị ký một cái check 1,000 giúp cho chị Mai với lại Bi mướn một căn phòng. Chị sẽ trợ giúp cho 2 tháng tiền phòng, mà kiếm cái căn phòng mỗi tháng 500. Thì
cái chỗ ở thì Helen đã kiếm được cho anh Quyền nè, với lại chị Mai nè, với lại Bi nè, là cùng một chỗ rồi, nên không có cần phải lo lắng về cái vấn đề tiền phòng nữa. Thì Helen có nói với chị Liên Vũ biết là cái vấn đề đó là như vậy, thì chị Liên Vũ mới nói thôi bây giờ chị cho 1.000, chị cũng cho 1.000 đó để giúp về mua xe cho Bi. Thì hai lần có nói hỏi chị là chị, nếu mà chị cho chị Mai với lại Bi thì chị muốn cho như thế nào để cho Helen biết, Helen chia ra. Thì chị nói là tại vì mới rồi chị nói là cho Bi để Bi mua xe, thì Helen nói là chị, cho Bi với chị Mai để mua xe, nói chung vậy. Thì Helen mới hỏi lại cái câu đó, thì chị mới nói lại là nếu mà không có cần mướn phòng nữa thì chị nói thôi bây giờ chị vẫn cho 1.000. Helen tự quyết định sắp xếp coi làm như thế nào, ai cần cái gì thì Helen tự sắp xếp, muốn cho sao cũng được. Thì Helen có nói với chị là Helen muốn làm gọn cái phần của chị Mai lại, là giống như Helen nói là cái phần của chị Mai đó là khoảng chừng cho tiền vé với lại renew case passport, rồi cho chị khoảng chừng 200-300 gì đó bỏ túi, tùy theo cả nhà cho bao nhiêu thì Helen sẽ bù thêm hay là gì đó. Thì hiện tại bây giờ thì mình thấy chị Mai ok rồi, nếu thiếu thì Helen bù thêm chút không có sao, tại vì anyway nếu mà 1.000 của chị Liên Vũ Helen sẽ lấy ra 500, với lại 300 của chị Trang cho là 800, thì cũng không còn thiếu nhiều đáng kể hết á. Thì có thể Helen dùng cái quỹ của Helen để Helen bù vô cho đủ. Thì coi như cái phần chị Mai là Helen ở đây muốn nói là như thế nào, Helen sẽ ngừng khuyên góp phần của chị Mai nha. Còn nếu cả nhà cảm thấy chị Mai cảm thấy muốn giúp chị Mai thêm thì lên cái video có cái số phone đó liên lạc gửi thẳng chị Mai, Helen sẽ không nhận nữa. Chị Mai coi như là được 800 rồi thì Helen ngừng, thì Helen xin tạm ngừng nhận tiền cho chị Mai nha. Thì hiện tại bây giờ thì Bi cũng Bi hôm trước có bạn Hiền cho 500 với lại cộng 500 của chị Liên Vũ nữa là Bi đã có 1.000. Còn hôm qua đó thì đã có 1.000. Còn anh Quyền á thì đã còn 500 của Huệ Trung hay là vẫn chưa lấy ra, ở từ Western Union chưa lấy, vẫn còn nằm đó. Thì hiện tại là Helen có nhận bao nhiêu đó tiền thì coi như chị Mai Helen xin tạm ngừng nha. Quên, còn anh Tấn, cái video clip vừa rồi Helen có đăng lên anh Tấn đó, thì Helen cũng đã về việc anh Tấn thì giống như Helen nói là để Helen xin cho anh Tấn đi làm đó, thì Helen nói chung cũng chưa hỏi, tại vì hôm qua hai người kia mới gặp anh Ân về cái vấn đề đó thì để Helen hỏi sao. Helen đã lấy hẹn cho anh Tấn vô tháng 4 ngày 5 giờ chiều, để Helen lại gặp anh Tấn rồi nói cho anh Tấn biết trước là cái schedule như thế. Thì tới cái ngày đó, trước tới khi tới ngày đó thì Helen sẽ nhắn cho cậu Khôi để cậu Khôi nói cho anh Tấn biết là có cái hẹn vô ngày đó. Thì Helen sẽ có thể Helen lại thư viện để chở anh Tấn đi tới văn phòng bác sĩ, hay là anh Tấn có thể đón xe bus lại đó nếu mà anh Tấn tùy, cái nào tiện cho anh thôi, tại anh nói thường thường anh không có thích làm phiền, anh muốn đi xe bus thì Helen tôn trọng anh, nhưng mà Helen cũng cho anh một cái lựa chọn là Helen cũng có thể tới đó rước ảnh rồi chở thẳng tới cái văn phòng đó để gặp bác sĩ. Thì cái tiền khám bác sĩ mắt của ảnh á thì hình như là hôm qua nó 125 thì phải, Helen không có nhớ rõ lắm, nhưng mà ảnh không có bảo hiểm không gì hết, thì giống như ảnh là
cái dạng mà bị trục xuất đó cả nhà, thì ảnh không có coi như giấy tờ quyền, những cái quyền lợi gì từ chính phủ giúp đỡ là anh không được nhận gì nha cả nhà. Tại vì ảnh đã thuộc cái dạng trục xuất rồi, nếu mà ảnh còn vi phạm một cái gì nữa, cái gì nữa thì ảnh sẽ bị trục xuất ngay lập tức, sẽ đưa ảnh về Việt Nam luôn. Thì văn phòng bác sĩ có nói là cho ảnh 20% discount, tức như là còn 95 đồng tiền khám mắt. Sau khi khám mắt xong thì mình không biết là cần làm cái vấn đề gì nữa thì Helen chưa biết được, nhưng mà cái mắt kiến là chắc ăn, ảnh cần cái mắt kiến thì ảnh thích cái mắt kiến ở đó. Nhưng mà mình nghĩ không có nhất thiết phải làm mắt kiến ở văn phòng bác sĩ, mình có thể để mình xem coi bác sĩ, cái văn phòng bác sĩ cho cái mắt kiến, bán cái mắt kiến khoảng chừng bao nhiêu tiền. Nếu mà không có đắt lắm thì Helen cũng muốn mua ở đó luôn, còn không á thì mình cầm cái giấy ghi độ của ảnh đi ra Costco mình đặt cái kiến ở đó cũng được, chứ không nhất thiết phải mua văn phòng bác sĩ. Thì cái đó thì mình cũng chưa có biết rõ nghe cả nhà, để mình gặp bác sĩ rồi mình mới biết như thế nào. Thì tạm thời là đã lấy hẹn cho ảnh rồi. Thì nếu như mà ảnh đi làm được đó, thì tốt cho ảnh, còn ảnh không đi làm được thì ít ra hai lần cũng giúp cho ảnh được khám cặp mắt của ảnh. Thì cái cặp mắt nó rất là quan trọng, những người mà ở dưới giống như ở ngoài đường á, tại vì cái vấn đề vệ sinh người ta không có được an toàn cho lắm thì mắt người ta dễ bị giống như chị Thủy đó. Thì lâu ngày quá rồi do sống dơ dái rồi mắt dễ bị nhiễm trùng, rồi dễ bị hay là lão quá gì hay là không rành lắm. Nhưng mà giống như chị Thủy đó là bây giờ chị cũng phải vô bệnh viện để chờ mổ đó cả nhà, thấy không? Dạ. Thành ra đôi mắt rất là quan trọng, dù sao cũng phải để cho người ta có cái cặp mắt với một cái đôi chân, giống như phải có cái sức khỏe để người ta lo được cho bản thân người ta. Sáng nay mình đi cái xe của con gái để đem ra dealer để thay nhớt. Cái xe của con gái mình nó không có đồ để cái phone lên lên trên cái có cái đồ để phone á, giống như xe Helen có thôi. Chắc tương lai cũng phải không, nói chung là mình đi xe mình nhiều hơn. Sáng ở ở freeway rất là kẹt xe cả nhà, nhất là cái freeway 101 nè, kẹt quá trời quá đất. Mình bởi vì đỡ cái là mình không đi làm cái freeway này cũng đỡ, ông xã mình đi làm có nhiều ngày ông đi với bình thường mà không có kẹt xe có 15 phút. Ngày đi làm của ông á, ông đi lúc nào cũng phải là 30-45 phút, có nhiều khi tiếng, nhiều khi có accident nữa đó, còn lâu hơn nữa. Cái đường cái freeway 101 này kẹt xe dữ lắm, mà Helen thì đi làm 6-80 thì cũng đỡ, chứ mỗi ngày mà lái tiếng đi tiếng về mà kẹt xe, rồi nhiều khi kẹt xe là lái tiếng mấy 2 tiếng là bình thường đó cả nhà. Không quải lắm, kẹt xe, vấn đề kẹt xe đây rất là quải, mặc dù đường ở đây rất là lớn nhưng mà cũng cái sau cái Covid đó trời, lúc Covid mình nhớ nha, ở lúc Covid mình đi á chạy giống như không có ai, sợ ma luôn nha, đường mênh mông không có ai hết. Rồi bây giờ bắt đầu mọi sự việc mới giống công việc hoạt động lại bình thường rồi đó. Ồ, xe đầy hết cả nhà ơi, để hai lần quay chút xíu cái xe đông cho cả nhà coi nha. Đó, cả nhà thấy không, xe tè le đó, đó. Xe tùm lum xe. Bây giờ cái chỗ exit mình chuẩn bị mình vô nè là nó đổi từ 101 nó qua 880 và nó kẹt xe vậy đó cả nhà, coi nó bên kia rồi bên mình đó, thấy không? Từ nhà mình tới cái chỗ này thường thường 15 phút, 20 phút, hôm nay mình đi chắc phải hơn 30 phút luôn á. Xin lỗi cả nhà nha, Helen phải để cái phone ở dưới cái chỗ cái vô lăng nè để Helen nói chuyện nó đừng có bị rớt. Với lại ở đây mà cầm phone nó là cảnh sát phạt, với lại không có an toàn khi lái xe đó. Mà Helen thấy cái video này có chút xíu thành ra Helen để chỗ đó thì nó hơi choáng một chút xíu, nhưng mà tại Helen còn có một khúc chút xíu để nói về chị Mai với lại anh Tuấn đó, thành ra Helen muốn làm cho xong. Rồi khi mà lên trên đi lơ mà chờ thay nhớt, Helen cũng tranh thủ cái thời gian mà chờ đợi đó. Helen cũng có thể về nhà, người ta cũng có thể kêu Uber cho mình về nhà, nhưng mà về nhà thì Helen cũng làm cái vấn đề này thôi, khỏi phiền, khỏi tốn tiền cho người ta, thì Helen sẽ ngồi đó làm luôn. Helen sẽ cắt phim ở đó. Chỉ có một đoạn một chút nữa thôi để Helen nói vô cái đoạn phim kia, đặng cho kết thúc ở cái đoạn phim kia đó. Ok, anyway, mình vô đây hả? Mình đi Auckland. Cả nhà đợi Helen chút xíu nha, mình vô dàn cái len.
Anyway, mọi chuyện cũng vô đang đi vào quỹ đạo. Thì Helen xin tạm dừng ở đây. Kính chúc cả nhà có một ngày ngày mới an lành và một buổi tối thật nhiều hạnh phúc, và không quên chúc cả nhà luôn được thật nhiều sức khỏe. Cái sức khỏe vẫn là quan trọng hết. Helen xin tạm dừng. Xin cảm ơn, rất cảm ơn cả nhà đã quan tâm ủng hộ kênh của Helen.